Rồi, hello anh em, thì mình em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay cầm gian đi hết bê cho người rồi, thiết để mình soạn video đã. DSB cần gì nhỉ? Chắc chắn là tôi sẽ nâng cái đao. Tôi sẽ không nâng đao đâu mọi người ơi. DSB phải nâng tanh cho đúng FB chứ. Rồi, nâng đao. Rồi nâng cái áo cho băng giá. Món trường choi. Món cuối cùng là chắc chắn là sẽ là món món giáp thiên thần nha. Giáp thiên thần hoặc là cái nanh. Đấy, tùy đó. Nói chung là đồ này ok rồi. Bây giờ thằng Vanh heo đồ ta. Rồi, bố này chém này, chém này, chém này này. Ấy, trời ơi, mới làm một mấy cái được cây rồi mọi người. Rồi, đấy nha, cảm giác pha này tanh trụ nhé mọi người. Cảm giác tanh được nha, đánh nha trước khi lên cấp 2. Thôi xong rồi chị mẹ ơi, thôi xong rồi tôi chứ ngu ơi. Ai cha, ôi trời ơi, làng nước ơi, tôi vừa mới fix cho ở đây đó một mạng ngu xàm xí thật chứ. Rồi, ui, thật là không sao, coi như tăng độ khó cho em xíu đi. Đâu mà ngu chơi ngu vãi nổi ra. Mà phải đó xui ghê á, chủ bắn quá nhanh quá, nó lấy cấp 2 phát ông nhây luôn. Đấu phóng đó. Rồi, thôi nói chung là kệ đi. Đấy, tí nữa thì tính sau. Rồi, còn bây giờ thì tôi mới nhận ra là tên bạn con Zip mọi người ơi. Đầu xanh lại cặp bài Van Heo Zip thì cặp đài những vụ án mất tích biển trong Liên Quân. Rồi, ok. Còn bây giờ thì từ nhá, tôi tìm cách sao tôi tiếp cận thằng Van Heo. Đấy, nói chung là trận này gặp Van Heo thì đừng cho nó xanh quá đồ game rồi mọi người ơi. Cho xanh quá đồ game nó có một cái món gì nhỉ? Nó có thập có cái món nó lên được cái gì ra? Cái thập kiếm mọi người, cái thập kiếm nó bắn đau lắm mọi người ơi, bởi vì nó bắn nhanh á. Ôi trời ơi, đam nó to với nồi nè. Rồi, còn bây giờ thì từ nhá, khả năng tem nó sẽ ăn con rồng nhé mọi người. Đấy, trận này thì ăn con rồng. Rồi, ăn rồng thôi, nắc từ nhá mấy ông ơi. Nó mà nối dây cho phát này, nhìn nè. Ui ôi, nắc còn đánh nè. Úi rồi ôi. Đầu xanh nó nối dây xong rồi còn đánh con ôi vậy thôi, xong rồi chết được thì nó rồi nè, bổ chém thương. Ui đau thế. Rồi bây giờ thì thôi bỏ đi mọi người nha, bỏ đi nha. Rồi còn bây giờ thì qua đây. Ôi biết ngay mà, trời ơi, tôi thấy thằng Zip nó hút. Trời ơi, thằng Zip nó hút rồi, biết nghi nghi rồi. Đấu phòng mà chạy không kịp mọi người, thôi rồi chết luôn cả đây với cả mình luôn. Ôi hèn quá, nắc đang gần nó, ăn được lại được mạng rừng nó đấy, không có là toang luôn. Đấu phòng mới vô chết không ai rồi. Trời ơi, cái này chết dở nha, game này khó nha. Rồi. Ủa, AD làm gì vậy? Ôi ông AD, ông ấp cao đấy à, trời ơi. Mẹ đã chết không hai rồi, ông AD ấp ga rồi, trận này chơi sao? Ui, không ổn rồi, AD ấp ga rồi mấy ông ơi. Ui, AD đứng ở nhà chính rồi, một góc kia, đấu phòng đó. Thôi mà không sao. Nói chung giờ tôi sẽ di chuyển lên nhé mọi người. Nói chung là bây giờ DSB là phải con này là cầm con gian mà cầm DSB mới phải di chuyển vào. Ông mà không di chuyển kiếm ít vàng là coi như là phế lắm mọi người ơi. Con gian này mà không lên được cấp xíu xíu là nó phế lắm. Nên là phải di chuyển nhiều hào nhá. Ok, còn bây giờ thì thuận về lên đây. Rồi ôi trận này ông ở đây ông ấy AK rồi. Thôi không sao, nói chung là giờ cứ cố gắng ôm trụ xíu phải đợi AD vô rồi đánh. Rồi xong, cảm giác là con boss nó đánh rồi đó mọi người ơi. Trời ơi, toàn thật sự chứ. Rồi, bây giờ thì lại di chuyển lên mid nhé mọi người. Thôi, bỏ đi. Tem tôi ở trên mid rồi, nên là tôi sẽ ở đây đánh. Khả năng là Zip sẽ lên mid nhé mọi người. Nãy tôi di chuyển thì khả năng là Zip sẽ lên mid. Nên là tôi khả năng là hàng AD đang còn một mình. Úi dồi ôi, mình từ đã sai nó tiêu rồi. Rồi, nhưng không sao. Tầm này tôi anh trụ được, đúng không? Úi dồi ôi, mé thằng chó này, nhả đi ra đi, mày hút lính được cái gì đâu. Đấy. Nói chung là tầm này tí tôi cần hai cho bóng xem này. Đấy, tí cần hai xem này. Rồi từ nha. Rồi nha, hôm nay là Zip nha. Rồi bay lên này, liếc chiêu 2 này, né được ulti này. Ulti lên này đánh thường ulti này, chiêu 2 này né này. Ui Zip ra rồi nhưng sao được cần hai nhá mọi người. Rồi ném chiêu 1 này, bật chiêu 2 né chiêu con Zip này. Ui dài. Ui ném chiêu 1 đánh thường chiêu 1 chết. Trời ơi, ăn được qua lê rồi. Cái đấu xanh nó tôi đánh giải mãi mới trúng mọi người ơi, đấu phòng đó. Trời ơi, ấn hụt hoài mãi mới dính xém chết. Hình quá mới ăn được thằng AD nó đấu xanh. Rồi, không sao đấy, thế giờ bảo cần hai mà. Trời ơi, chuyện này chuyện nhỏ nhá, nâng tanh còn cần hai á. Rồi, ok, nhưng mà ông AD biết ông vô chưa? À rồi, cảm giác vô nha, từ hỏi đó, AD vô chưa? AD vô chưa nào? Trời ơi, đừng để tôi mình hoài chứ. Nói thôi chứ, con gà này để gọi may mắn thôi chứ ai mà cân nổi. Ông kia ông vô chưa? Bị văng game à? Trời ơi, đậu xanh đó. À mày vô mày lên mày lẹ coi mà nãy giờ bố mày bị cân hai nãy giờ này. Đầu u phóng đó. Rồi thằng AD lại lên rồi mọi người ơi. Bây giờ thì lại đi đá qua để nắp nha. Ui lộ sai rồi, đang tính nắp là lộ sai rồi. Ui thằng Zip này
mày mất ulti nhá. Đó ulti này, do lên lệ này, do ulti này chém thường này, chiêu hai chạy nhá mọi người. Ui dồi ôi, hên thế, trời ơi, vừa lướt về cái gặp ngay thằng đổi hay quá nắng ơi, nắc ra tiền viện, ui dồi nắc chiến thuyết rồi mẹ ơi, phải thật ghê thật chứ, trời ơi, pha nãy hết hồn chứ mọi người, vừa bay ra cái bay về cái con rừng nó bổ ra hết mà tôi bay về ở đấy chứ mà tôi mà cố chấp thêm pha nữa là ăn mẹ con rừng và là chết bà tôi rồi. Rồi qua đây đắp cho nó nha. Ui sao xui vậy, chậm xíu nữa là có mạng rồi. Em mày đi chậm xíu nữa là tao có mạng rồi. Quỷ rừng này. Rồi mà sao, nói chung là giờ còn một đồ chắc là của tên mình rồi. Rồi cho nó ăn đi nha. Ok bây giờ thì chạy ra thao lính mít nha mọi người. Đấy. Rồi mình vô đây, mình vô đây. Vô đây chém đây. Đấy ai mọi người thấy giờ để lính lên trên top không. Đó, đi lên lượm lúa rồi còn gì nữa. Đó chung là đi SB nhưng mà vẫn phải đi lên nhiều nha mọi người. Tập này thì cứ đi farm đi. Đó đi farm chung. Con chung là hưởng, cố gắng hưởng ít vàng thôi. Mọi người đi SB mà mọi người cầm con gian này mà mọi người không chịu đi kiếm một xíu vàng là coi như tí nó phế như chó luôn, không có lết được nổi tem đâu. Thật sự luôn đấy, bởi vì mọi người đã nâng tanh rồi mà mọi người còn không có vàng nữa thì sao mà chơi nổi đúng không? Nên là thật sự là đây là gọi là clip chôn thôi chứ con gian không nên đi SB nha mọi người. Đi được đấy, đi được thì đi thì đi bình thường nhưng mà nó sẽ không hiệu quả đâu. Rồi ok, còn bây giờ thì đây tôi thấy ngộ không ngồi mày vô chém này thôi, bỏ nhá, lùi nhanh là hình bá rồi. Rồi ui dồi ôi, dính bà cái Batman, dính mất cái chiều của con Zip rồi. Rồi bây giờ thì ở lại đây farm lính cùng nàng Rock nhé mọi người. Tiền thể đẩy được cái chủ đẩy luôn nha, được không? Rồi ok xin lỗi chủ nha. Đau ui ôi gặp Zip nữa, từ tốc biết cầu hiền quá, chém người chết nữa chứ đầu xanh nó. Rồi đấy nha, là từ ui xong rồi, Batman chết rồi, nè ulti ui dồi giảm tiêu rồi, xong rồi pha này tôi bao rồi. Ừ hay quá nắc rồi, kia bắn đi. Ừ hay quá. Rồi nha. Ủa ôi nắc bay vô ảo vậy. Từ ui hay né kia chạy đi lên. Trời ơi chết giờ. Ấy mà đường không nha. Ui rồi xong, vừa nói xong đấu phòng nó nấp ngay cho đó thật. Trời cái mồm tôi linh vãi. Ui nắc ơi. Tự nhiên phòng nó nắc quay ngược lại làm chi vậy. Trời ạ. Rồi. Ok, từ phương này tôi phải nâng áo cho bạn giá mọi người. Nói chung là nâng cái áo cho bạn giá cái đao á là nói chung là cũng có miếng đam rồi. Nên là ok la rồi. Đấy, này không cần phải nâng nhiều đâu. DSB thì mọi người tanh cho tem thôi chứ đâu phải đâu. Chứ giờ mẹ mình không nâng tanh nữa theo tem giấy mỏng dĩ à. Đấy, tùy trận nó hên xui thôi. Nhưng mà con da này nói chứ tanh nó vẫn mạnh nhá mọi người. Tanh nó vẫn mạnh. Mọi người chỉ nâng cái đao cái áo cho bạn giá mọi người đủ đam chơi với thằng AD rồi. Vẫn mạnh, vẫn đủ một combo chứ này, yên tâm tin tôi đi. Tôi chơi nhiều tôi biết mà. Hồi xưa tôi đi đỉnh nhẹ, tôi đi SB hoài nhiều bởi vì kiểu sợ gặp bú bẩn á, nên là phải chọn một lane SB đấy, còn xin không được thì xin tem không đổi được thì đi SB, còn đổi được thì đi lane thôi đó. Nói chung là mọi người đó cái mẹo để mọi người không gặp bú bẩn nhá mọi người. Đấy, nói chung là mọi người cứ chọn một cái lane phụ là DSB. Nó là kiểu gì auto tỷ lệ gặp bút bẩn nó rất là thấp luôn nha. Rồi còn vấn đề bây giờ tôi qua cướp có mấy ông quái này quảng rừng nó đấy mọi người, xong rồi xuống kia farm được lính nha. Trời ơi tem từ từ thôi nhá mấy ông ơi, tôi đang ở dưới này mà mấy ông combat hăng say gì vậy, chơi ơi chết hai đứa rồi. Rồi còn bây giờ thì nói chung là tôi đi farm nãy giờ khá là nhiều vàng lắm mọi người. Thấy mọi người tôi thấy cấp 11 rồi đó, tí nữa là có lên cấp 12 là tới công chuyện liền nha. Đấy em phế 1-3 nhưng mà không có phế đâu nhá mọi người, 1-3 không bị bá cháy đấy. Thằng rừng nó là solo cứu tôi có khi nó thua đấy nha, đừng có đùa, 1-3 không phải chê đâu. Rồi ui thay em. Rồi nhắm một ulti nha, tốc biến chơi vào này. Bánh này, cần 2 này, bổ này, đánh thường này, chiêu 2 này, lướt này, chém này, né này. Ui không né được rồi, thôi xong rồi pha này nó chết rồi. Ui chui ui. Ui nói thế thôi chứ không cần hai được mọi người ơi. Mấy giờ tôi đủ đam Zip thằng ấy giờ nó bảo rồi build rồi đam to lắm, yên tâm đi không sợ thiếu đam đâu. Nhưng mà thằng Zip nó hút đi kìa, hay quá điêu thiền ơi. Ui điêu thiền hay vậy. Ui điêu thiền hay kìa. Ui điêu thiền hết mana ơi, trời ơi xui thế. Rồi xong. Ui vẫn chết mất AD rồi, thằng Dự vẫn đủ đam sốc kìa, cứu điêu thiền kìa. Ui điêu thiền chết rồi. Tới nha. Đây để tôi. Ui mày điêu mày chạy đâu. Ui sao mày nắm chiêu chạy thế. Đâu xanh hết luôn, bây giờ mày lại tốc biến đi. Ôi tôi chịu rồi. Tới nha. Rồi lùi nha mọi người, chưa thấy thằng không nhá. Thằng có không mất tích đi nha. Đợi cái ngẩu cái nó xúc tao phát là toang ấy. Rồi, bây giờ thì đợi lấy lên xíu rồi đi ra farm nhá. Nhưng mà từ đó xem có không nó ai có là đép nhá. À đây có không ở dưới kìa. Rồi Batman solo kill không? Rồi xong, khả năng Batman chết bá rồi. À Batman có ulti rồi nha. Ui Batman quay lại chơi không ạ? Ú hay. Trời ơi.
10 điểm, 10 điểm. Rồi, bây giờ thì vô lượm có mà lu. À, em xin lỗi chị, em xin lỗi em không cố ý đâu. Em trời ơi. Không kịp lượm bởi con Red là tem bạn, tem bao giờ nhanh thế. Trời ạ. À. Rồi, ăn tưởng có mà lu chứ. Rồi, bây giờ thì đi lấp lùm nha mọi người. Đi lấp lùm kiếm cái lùm là để lấp, đi kiếm cái lùm để lấp nha. Lùm này ổn lắm ta, lấp lùm này nha, nhưng mà thôi lùm này nó xa quá mọi người. Bây giờ thì từ đây ulti lên, tốc biến lên, đến ôi hết tung hai thằng này, lướt chém này, chết này, rồi mày, bố đi, đánh thương này. Ê, gì đó, ôi thôi xong rồi, tới nha, giải, ui, giải chậm rồi, đâu, sao. Ấy này, đánh zip này, rồi, khả năng mình chết đâu rồi, nhưng mà mình đổi mạng nhá, rồi, trả pha này khả năng win rồi nha mọi người. Rồi, rồi ok, bố chém hết này, lướt này, chém cho hai này, đánh thương này, ui, rồi ôi, chết nhá, nhưng mà khả năng trận này tư quyên đấy thôi, ok. Nói chung là hy sinh nhưng mà trận đấu này đã thành chiến thắng nha. Hôm nay dàn đánh hết bề luôn nha. Rồi, ok. Trận đấu này kết thúc ở đây nha. Cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu thấy hay thì nhớ cho tôi xin một like và subscribe ủng hộ kênh nha. Ok, bye anh em gặp clip sau nha. Ok, bye bye. Hơi tiếc là không test được full video cho anh xem đấy. Nhưng mà, thôi, vậy được rồi. Khi nào rảnh thì tôi lại làm đi dàn DSB cho anh xem đấy nha. Ok, bye bye. Hẹn em ở clip sau nha.